chân thành cảm ơn quan tâm của các vị đại biểu, các vị khách quý. Tập đoàn FPT đã tài trợ chương trình, các mạnh thường quân, các cá nhân tài trợ cho giải đấu, hoan nghênh sự chuẩn bị của các đồng chí trong ban tổ chức, sự nhiệt tình tham gia của các đội bóng đến từ FC cổ bóng của các nơi. Đặc biệt cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn cổ động viên yêu quý. Một lần nữa kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các vị khách quý, đội ngũ trọng tài, các cầu thủ và các cổ động viên. Chúc giải thi đấu thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu đến từ ông Trần Tiến Dũng, trưởng ban tổ chức. Và tiếp theo chương trình xin được mời lên sân khấu vận động viên Nguyễn Trung Đức, thay mặt toàn bộ vận động viên lên đọc lời tuyên thệ. Xin kính mời. Tôi, Nguyễn Trung Đức, vận động viên của câu lạc bộ cổ động viên Hải Phòng, đại diện cho 4 đội bóng xin lứa thi đấu quyết tâm hết mình, cống hiến những trận bóng hay đẹp. Xin lứa. Vâng, xin cảm ơn lời tuyên thệ đến từ vận động viên Nguyễn Trung Đức thay mặt toàn bộ vận động viên ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, đại diện tổ trọng tài lên đọc lời tuyên thệ. Trước hết em xin gửi lời chào tới ban tổ chức, các anh chị hội trưởng hội cổ động viên, các anh chị hội cổ động viên và các vận động viên. Thay lời tuyên thệ như mọi lần, hôm nay em xin có một chút tâm tình với anh em thôi. Em cá nhân em, chắc là anh em cổ động viên ở đây, anh em mình cũng biết nhau rồi đúng không? Em cũng được đến các sân vận động Thiên Trường, sân Hàng Đẫy, rồi sân Đông Á Thanh Hóa. Thật sự là rất là nhiều kỷ niệm. Các anh chị em cổ động viên đã đón chào bằng rất nhiều tình cảm. Thì thật sự hôm nay em xin gửi lời cảm ơn. Ở đây hôm nay có em và anh Bình, cũng trọng tài V-League. Bọn em rất vinh dự được anh Dũng mời để làm cái giải giao hữu của chúng ta. Thì cá nhân em và anh Bình sẽ cố gắng cùng anh em giải truyền tải tới anh em những cái luật và những cái mà anh em mình trước đây có những cái khúc mắc với nhau. Thì hôm nay anh em mình là cầu thủ, không ngồi trên khán đài nữa. Anh em mình sẽ có những cái giây phút trải nghiệm giống như là chúng ta ngồi xem, nhưng hôm nay chúng ta là người ở trong vai chính. Thì anh em mình sẽ hiểu hơn về nghề trọng tài của anh em, hiểu hơn về công tác của mọi cổ động viên và cầu thủ. Thì em rất mong là giải đấu chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Và năm sau nữa sẽ có 14, 20 đội bóng hội cổ động viên, kể cả hạng nhất, hạng nhì, anh em mình chơi như thế này để thành cái giải nó truyền thống và nó phát triển hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu đến từ ông Nguyễn Mạnh Hải, đại diện cho tổ trọng tài đã có đôi lời tuyên thệ. Và bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vận động viên và quý vị khán giả sẽ cùng chuẩn bị thực hiện phần nghi thức chào cờ. Chào cờ xong tặng hoa. Đúng rồi. Dũng ơi.
Hội chào. Và sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ban lãnh đạo các đội bóng tập cờ hoa lưu niệm cho các đội bóng và chụp ảnh lưu niệm. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.